bế giảng khóa đào tạo huấn luyện viên yoga 200 giờ khóa 106, 107, 108, 109. Khóa đào tạo huấn luyện viên yoga trị liệu 70 giờ khóa K22 và khóa đào tạo Happy Follow K2 nền tảng ngày hôm nay ạ. Trong cái Facebook này thì chúng tôi không biết nói gì hơn, rất là trân trọng cảm ơn các master yoga, các huấn luyện viên yoga đã luôn luôn trau dồi, đã luôn luôn rèn luyện, đã luôn luôn học tập một cách kiên trì bền bỉ để chúng ta có được kết quả như ngày hôm nay. Chúc các huấn luyện viên, các master yoga luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc giảng viên của chúng ta cũng luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc tất cả mọi người sẽ ngập tràn năng lượng, ngập tràn tình yêu thương để lan tỏa những giá trị về sức khỏe cho cộng đồng. Và một lần nữa, Nguyễn Hương xin chúc mừng tất cả mọi người ạ. Dẫu